em thấy một cái vườn cam có thể nói là vẫn tồn tại được sau bão. Như được, thế này được như này thì hiếm lắm, rất quý. Ở khu vực này hiếm lắm. Vấn đề thì em hỏi anh một chút là thế này. Vừa rồi nó ngập đến đâu? Đây nó ngập mà còn hở bầu khoảng độ 10 phân thôi. 10 15 phân thôi. Đây nó đến đây rồi còn gì nữa. À. Đấy. Gần chìm bầu rồi còn gì. Mấy ngày anh? Này vào 3 ngày. 3 ngày nhưng là 72 tiếng đấy. Vâng, dưới kia là 4 ngày. Đấy. Cái ruộng dưới kìa. Nhưng mà em thấy là thế này, đây là một trong cây yếu điển hình. Đúng rồi. Còn lại thì em thấy là cơ bản nó vẫn đây này. Cơ bản nó vẫn được. Lá nó vẫn ra được ổn định cái lọc. Đúng rồi, mà nó vẫn nọc. Lá nó vẫn còn ổn định, quả thì vẫn đầy đủ. Dạ. Thế vậy thì theo anh nhiều năm làm cái cam này có bao giờ bị ngập như này không? Chưa bao giờ bị ngập như này. Dạ. Năm đầu tiên đấy. À, lần dạ. đầu tiên 10. Em hỏi thêm một chút nữa. Theo anh cái bí quyết gì mà để giữ được cái vườn cam ngập 72 tiếng? Cái này thì đơn giản thôi. Bây giờ ông phải nắm bắt được đài đó, TV đài nó báo là đến ngày này là bão nó phải về đây. À. Mà trong một tuần ý là tuyệt đối không được cho ăn. Nếu à. Cho ăn nó đi luôn. Rồng. Rồi, không được cho ăn. Không được cho ăn. Đúng rồi. Ông mà cho ăn ông đi luôn. Dạ. Thế xong bắt đầu là ông chỉ có phun chống nấm thôi. Phun chống nấm. Đấy và. Là thứ hai. Đấy, thế xong bắt đầu mày mưa xuống bắt đầu lại xử lý ngay. À. Xử lý bằng cái chico đề mã. Hoặc là cái sumago vãi vào gốc để dạ. cho nó khử lý những cái chất độc của nó. Thì nó sẽ hạn chế được những cái nấm bệnh đi. Dạ. Ba bên này là xử lý bằng chico đề ma này. Cái ba bên kia, cái ba bên kia thì anh, là anh cứ rạch cho em đấy. Ba bên kia thì là xử lý bằng sumago. Anh rạch dấu cộng cho em. Đây là một cái bao phân, anh phân là phân gà đấy phải không ạ? Phân gà, phân gà chấu. Tất cả phân gà chấu tất. Ừ, đến ngày hôm nay sau cái clip mà anh em mình nói chuyện với nhau thì khoảng độ tháng rưỡi rồi nhỉ. Vâng, đến đấy. À, trước bao. Nhưng mà nó chỉ trong khoảng 20 ngày thôi là nó không còn mùi gì rồi. Cái bao này là chico đề ma này. Bao này là ứng dụng cái sản phẩm chico đề ma và ứng dụng bởi phân này. Vâng vâng. Anh kiểm tra lại của em. Đây có phải mùi khẳm không? Đúng rồi, mùi hăng hắc đúng rồi. Đúng rồi. Chúng ta đều công nhận nhau là mùi khẳm. Có thể là đã mát rồi. Thế nhưng vẫn rất hôi, vẫn hăng, hăng. Nó hăng. Đây là sumago. Là cái này sumago bên này. Anh thấy có mùi không? Cái này không có mùi hắc này kia. Anh tôi kiểm tra rồi, tôi xem rồi. Chú Minh thế nào? Không xem rồi. Không có mùi. Không có mùi đúng không? Không mát mùi. Thì mát rồi. Mát rồi. Tại sao cái này lép? Tại sao cái kia căng? Cái này nó hết khí độc. Cái kia nó còn khí độc bên trong. Cái kia nó cay. Cái bản chất của thằng sumago là nó giải được độc. Đấy. Hết khí độc. Bản chất của nó là giải được độc. Mặc dù các anh cũng bao như nhau, các anh vẫn bịt như nhau. Mà cái này nó giải. Tôi cũng vào trang mạng tôi kiểm tra, tôi đúng không? Kiểm tra rồi, cái okay. sản phẩm của nó mà. Em rất cảm ơn anh. Trong thời gian qua đã là một cái thí nghiệm mà chúng ta có thể nói là đầy đủ. Phản ánh cái thực tế. Đấy, cây hỏng. Cây này hỏng một cách mẹ bán. Một cái câu chuyện ngược trở lại vấn đề thì đến giờ phút này ta đã đều có những mà anh là nhà khoa học nông dân rồi. Em phải phong anh như thế thì anh thấy là giữa các cái phương pháp anh ủ phân như vậy đối với vườn này và đối với cụ thể là hai cái phân gà cùng một loại, anh thấy có vấn đề gì? Tức là về cái cảm quan thì ví dụ như với người thì cái này nó không còn mùi, cái này nó sẽ còn mùi hắc. Vâng. Chứ còn về cái giác quan thì sờ rõ ràng là nó mục rồi. À, đấy. Đúng không? Rồi, cảm ơn anh nhé. Đúng không?